Chiều ngày 14 tháng 2, Ủy ban dân thành phố họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan. Dự tại điểm cầu huyện Thủy Nguyên có đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 13 tháng 2 2022, Hải Phòng ghi nhận 68.091 ca nhiễm COVID-19. Đến nay có 35.558 ca hồi phục xuất viện, 110 ca tử vong chiếm 0,16%, 32.423 ca đang điều trị, trong đó 31.032 ca điều trị tại nhà chiếm 95,7%, 1.391 ca điều trị tại cơ sở y tế chiếm 4,3%. Hiện nay, một số người dân mắc COVID-19 nhưng không khai báo y tế, tự mua thuốc về nhà dùng, gây khó khăn cho các đơn vị y tế trong việc vận động, thực hiện giám sát y tế, theo dõi, quản lý và điều trị. Một số bộ phận và người dân còn biểu hiện chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Nhân lực tại một số đơn vị y tế còn mỏng, đặc biệt khi số ca mắc tăng nhanh, số nhân lực tại trạm y tế không đủ quản lý, theo dõi F0 tại nhà. Nhiều nhân viên y tế mắc COVID-19 từ cộng đồng và trong khu điều trị. Thuốc kháng virus từ nguồn cung ứng của Bộ Y tế chưa đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, nên việc dự toán, mua sắm gặp nhiều khó khăn, khó chủ động. Về tình hình tuyển chọn công dân nhập ngũ, thành phố đề nghị các địa phương tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, hạn chế người thân đưa tiễn. Test nhanh kháng nguyên trước khi giao nhận quân, thống nhất test ở xã phường, có danh sách gửi về các đơn vị nhận quân. Đối với các tân binh F0 đề nghị giữ lại điều trị tại địa phương, khi hồi phục tiếp tục bàn giao cho đơn vị nhận quân trong 14 ngày tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh trong công tác phòng chống dịch không chủ quan lơ là nhưng không được hoảng sợ lo lắng vì số lượng tử vong của thành phố hiện đang thấp hơn so với trung bình cả nước. Các cơ sở y tế hiện đáp ứng nhu cầu điều trị cho các ca bệnh nặng. Thành phố sẵn sàng kinh phí cho công tác phòng chống dịch. Đối với việc tổ chức các tổ chăm sóc tại cộng đồng, Bí thư Thành ủy đề nghị giao cho các địa phương chủ động tăng cường lực lượng ở cơ sở hiện đang điều trị F0 tại nhà. Cán bộ phải am hiểu công việc, năng nổ, tích cực, không cần đông, không cần nhiều, nhưng phải hiệu quả và có chế độ phụ cấp. Bí thư Thành ủy đồng ý chủ trương điều động sinh viên y tế về những nơi có áp lực nhất, đề nghị tăng cường truyền thông để nâng cao kiến thức cho người dân, để người dân không chủ quan, không quá lo lắng. Thành phố cần chuẩn bị phương án sẵn sàng cho số ca nhiễm nhiều lần, trong khi số nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Văn Tùng đánh giá số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố tăng cao hơn so với trước Tết Nguyên đán. Đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cao hơn nữa cho công tác phòng chống dịch, trong đó tập trung công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan hoang mang, đặc biệt đối với việc tự ý sử dụng thuốc gây nhiều tác dụng phụ. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu các ngành y tế chỉ đạo thanh tra việc các quầy bán thuốc điều trị COVID-19 không đúng theo quy định. Lãnh đạo thành phố khuyến khích người dân tự mua kit thử và khai báo khi có kết quả dương tính với chính quyền địa phương.